Đi hai tiêu các bạn ơi. Hôm nay là 1 giờ rồi nha các bạn nhé. Trời rất là nắng nha các bạn. Đây các bạn này. Đây là trái tiêu này các bạn này. Đó. Cây nó sai trái lắm các bạn. Đây các bạn này. Tiêu này các bạn này. Rất nhiều trái nha các bạn. Đây là vườn tiêu nha các bạn nhé. Đấy. Nhiều trái nha các bạn này. Đây cũng vậy nha các bạn. Đây các bạn ơi. Tiêu nha các bạn này. Đây là tiêu khu vực đất sông nha các bạn. Đây các bạn. Trái tiêu nha các bạn. Là cây cà phê nha các bạn. Các bạn ở xa mà chưa gặp những cây cà phê lần nào đây các bạn. Cà phê này. Đây là tiêu này các bạn. Đó. Hôm nay là 13 giờ, là tức là 1 giờ chiều nha các bạn. Trời rất là nắng nha các bạn. Gần Tết rồi. Mình không có clip để cho các bạn xem. Đây là clip đầu tiên trong dịp trước Tết của mình đưa ra video cho các bạn xem nhé các bạn. Đây, vườn tiêu này các bạn. Đây, tất cả là vườn tiêu hết nhé các bạn. Xung quanh đồi này các bạn. Máy là người ta đang lấy cả vườn tiêu nhé các bạn. Xe cày xe cày chữa tiêu các bạn. Một tiêu nhiều lắm các bạn. Đó. Đây các bạn. Bao đống tiêu đấy nha các bạn nhé. Tiêu đấy các bạn nhé. Chiếc xe cây vô lăng nha các bạn. Là những người hay tiêu nha các bạn. Uống trà và uống đá à, uống chanh. Chanh trưa nắng. Chanh đá như các bạn. Chanh đá đường. Đây là các trái tiêu như các bạn. Trái bạt này, cái kiểu này như các bạn. Đó, treo lên thang này, cây rất là cao. Cây này chắc tầm 3 mét. 3 mét như các bạn nhé. Có cây 4 mét hoặc 5 mét luôn các bạn. 6 mét cũng có luôn các bạn. Video của mình kết thúc ở đây nha các bạn nhé. Mong các bạn xem và nhớ chia sẻ like và cho mình một cái đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình.
tiêu nha các bạn. Chúng phi dần rồi. Nó có lần rồi. Vô được bẹ. Video của mình kết thúc đây nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh.